Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 19 tháng 5, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn thêm một diễn biến liên quan tới tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây. Như đã chia sẻ trên hệ thống của Vietnam Defend, ghi nhận kể từ ngày 8 tháng 5 trở lại đây, Trung Quốc liên tục có các hành động gây căng thẳng tại Biển Đông, đưa tàu dân binh, tàu khảo sát xâm phạm vùng biển của Việt Nam tại khu vực bãi cạn Tư Chính cũng như tại vùng biển Trường Sa. Trong bối cảnh đó, căn cứ theo hệ thống định vị hàng hải quốc tế IAS, các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển ngày đêm túc trực truy cản các hành động trái phép của tàu Trung Quốc. Theo chuyên gia quốc tế Ray Power, cập nhật tới ngày 17 tháng 5 bằng hệ thống IAS, chú ý chỉ theo dõi các tàu bật IAS, không thể tính được các tàu tắt IAS. Tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc đã rời đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Hiện nay, tàu ZB7011 và hai tàu kiểm ngư đang đeo bám truy cản. Đi kèm với hướng Dương Hồng 10 còn có lực lượng hộ tống, nhưng ghi nhận việc Trung Quốc giảm số lượng tàu hộ tống còn một chiếc tàu hải cảnh 5305 và ba tàu dân quân, có khả năng số còn lại đã chạy về đá chữ thập tiếp nhiên liệu. Trước tình hình này, như đã chia sẻ vào ngày hôm kia về lý do truyền thông Việt Nam chưa lên tiếng rầm rộ, cho tới thời điểm hiện tại, chiều ngày hôm qua, 18 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đưa ra tuyên bố phản đối hoạt động trái phép của tàu nghiên cứu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đối với các vụ xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo ngày 18 tháng 5 trả lời thông tin tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đóng góp thiết thực và tích cực cho việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Dù vậy, báo chí nhà nước, như thường lệ, vẫn chưa có các cập nhật theo thời gian thực về diễn biến ở bãi Tư Chính. Lý do thì chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình vào ngày 17 tháng 5. Chỉ có điều, thay vì các cập nhật nóng về tình hình bãi Tư Chính cũng như hoạt động trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, 14 giờ 57 phút chiều ngày 15 tháng 5, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bất ngờ đăng tải một bài viết về hoạt động của chiến hạm lữ đoàn 162 tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bài viết có tựa đề "Vững tin trên con tàu hiện đại". Lưu ý, nếu chỉ đọc tiêu đề mà không đọc bài sẽ không thể biết được sự cài cắm theo truyền thống báo chí của quân đội nước ta. Bài báo cho biết, trên hải trình đưa đoàn công tác đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa vừa qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ thủy thủ tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân đã kết hợp thực hiện công tác huấn luyện đường dài trên biển. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu so với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Reng, reng, reng. Ngay sau khi ba hồi chuông dài vang lên là lệnh của thuyền trưởng được truyền đi từ đài chỉ huy. Toàn tàu báo động chiến đấu, các ngành báo cáo quân số về đài chỉ huy. Nhận lệnh từ đài chỉ huy, cán bộ thủy thủ toàn tàu nhanh chóng có mặt tại từng ngành, các vị trí, bảng bố trí chiến đấu để nhận nhiệm vụ. Ngành 1, ngành 2, báo cáo đã làm công tác chuẩn bị xong, quân số N đồng chí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tiếp đó là hai hồi chuông dài cùng khẩu lệnh chỉ huy của Trung tá Vũ Trọng Tân, thuyền trưởng tàu 016 vang lên. Báo động chiến đấu cấp 1, toàn tàu báo động, chuẩn bị công kích tên lửa. Không khí khẩn trương bao trùm từ đài chỉ huy cho tới các vị trí chiến đấu toàn tàu, từ trưởng ngành tới từng thủy thủ đảm nhiệm từng vị trí đều tập trung cao độ. Thuyền trưởng Vũ Trọng Tân liên tục tiếp nhận và xử lý linh hoạt, chính xác tất cả những thông tin báo cáo từ các ngành chuyển về để chỉ huy đơn vị huấn luyện chiến đấu theo đúng khoa mục, kế hoạch. Là con tàu thế hệ mới được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị khí tải hiện đại nên nhiệm vụ huấn luyện làm chủ để khai thác, sử dụng vũ khí có hiệu quả là một trong những tiêu chí quan trọng được tập thể tàu lấy làm mục tiêu trong huấn luyện. Thiếu tá Bùi Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên tàu 016 cho biết, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy tàu luôn xác định huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Từ chỉ huy đến các ngành đều phải xây dựng kế hoạch trên các mặt công tác và được phê duyệt theo phân cấp để làm cơ sở cho đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên đây chỉ là một phần của câu chuyện trên báo Quân đội Nhân dân. Các bạn có thể tìm đọc phần còn lại trên tờ báo chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhìn chung, lời lẽ câu chuyện vẫn theo ngôn từ thông thường của báo chí quân đội có phần hơi cứng nhắc. Chúng tôi chỉ lưu ý các bạn tới thông tin về việc giữa lúc tình hình Biển Đông căng thẳng,
tàu Trung Quốc liên tục ra vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, bỗng dưng chiến hạm Quang Trung lên sóng báo Quân đội Nhân dân với thông tin vừa từ Trường Sa về. Trong quá trình đi công tác Trường Sa, tàu đã tiến hành diễn tập công kích tên lửa, công kích tên lửa thật hay là diễn tập phóng giả bằng hệ thống diễn tập tích hợp hay không thì không rõ. Liệu đây có phải là một ẩn ý của báo chí chính thống quân đội hay không? Có lẽ vấn đề này chúng ta phải tự đi tìm câu trả lời. Về phía Việt Nam Defense, chúng tôi có chút lưu ý để các bạn tự có câu trả lời rõ ràng hơn cho mình. Trong sự kiện tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, khu vực bãi cạn Tư Chính hồi tháng 8 năm 2019, chiến hạm 016 Quang Trung cũng bất ngờ xuất hiện gần khu vực này. Trong sự kiện hàng trăm tàu cá Trung Quốc neo đậu trong vùng nước bãi Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi đầu năm 2021, cũng là tàu Quang Trung tiến hành diễn tập chiến đấu tại Trường Sa. Và đến lần này lại cũng là chiến hạm Quang Trung tiến hành diễn tập trong quá trình công tác tại khu vực quần đảo Trường Sa giữa lúc tàu Trung Quốc quấy phá Biển Đông. Trong cả ba sự kiện quấy phá của Trung Quốc ở Biển Đông, tàu Quang Trung liên tục hiện diện ở gần đó hoặc quanh khu vực điểm nóng với hoạt động diễn tập một cách bí mật. Mọi thứ chỉ được tiết lộ sau khi tàu đã về căn cứ hoặc di chuyển tới khu vực khác. Vậy, ẩn ý ở đây là gì? Một sự vô tình hay là một lời cảnh báo rằng đừng vượt qua giới hạn. Hải quân chúng tôi tuy nhỏ nhưng không có nghĩa là dễ dàng để bị bắt nạt. Việc điều tàu Quang Trung cũng là có ẩn ý riêng của nó. Tại sao không phải là tàu Đinh, tàu Lý mà là tàu Quang Trung? Quang Trung là miếu hiệu của Tây Sơn Thái Tổ, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, người đã đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược năm 1789, đi vào huyền thoại lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó là tôi nói thế, còn Hải quân Nhân dân Việt Nam, như thường lệ, không nói gì cả, mọi thứ là một sự im lặng tròn trĩnh. Và nếu ai có hỏi về câu chuyện, ủa, sao nói không điều tàu chiến, đấu với tàu dân quân biển của nó để phòng tránh việc nó lưu loa, ta dùng tàu chiến đấu với tàu cá rồi đem hải quân vào gây sự. Thực ra, xin hãy lưu ý giúp trò, đúng là tàu Quang Trung đi tới Trường Sa nhưng có chạm mặt cái tàu cá tàu hải cảnh nào đâu. Các vị trí tàu Quang Trung hiện diện đều cách xa khu vực mà cảnh sát biển và kiểm ngư đang quần thảo với đối phương hoặc về mặt công khai, nó là như vậy. Kể cả trong trường hợp đối phương có lưu loa cũng dễ giải thích thôi. Biển đảo mình tuyên bố chủ quyền rồi thì việc tàu hải quân đi tuần tra là chuyện bình thường, có gì lạ đâu. Hay có thể nói một cách đơn giản, tung đòn cảnh cáo nhưng không làm nóng vấn đề, không tạo cơ hội cho đối phương gây sự bằng hải quân, đó mới là nghệ thuật của các nhà lãnh đạo và giới tướng lĩnh. Làm chính trị mà cứ nhảy dựng lên đòi đấm nhau ngay và luôn thì toàn sớm. Đôi nét về tàu Quang Trung cho ai có nhu cầu tìm hiểu thêm. Tàu Quang Trung tên đầy đủ là tàu hộ vệ 016 Quang Trung, là chiếc thứ tư trong 4 tàu hộ vệ đề án 11661E Gepard 3.9. So với cặp tàu đầu tiên bao gồm cụ Đinh và cụ Lý, mỗi tàu chỉ có giá 175 triệu đô một chiếc. Cặp thứ hai bao gồm 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung có giá đắt gấp đôi, 350 triệu đô một chiếc. Việc cặp tàu bị tăng giá liên quan tới các sửa đổi nâng cấp bao gồm: cặp tàu thứ hai có chiều rộng và mớ nước lớn hơn. Thủy thủ đoàn cặp thứ hai chỉ là 84 người, giảm 19 người so với cặp số 1 khi được nâng cấp tính tự động hóa. Lô thứ hai được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp MOKIS 11661, lô đầu tiên dùng hệ thống đơn giản hơn. Đặc biệt, lô thứ hai đã bổ sung hoàn chỉnh vũ khí chống ngầm với hệ thống sonar gắn dây thân và hai bệ phóng ngư lôi hạng nặng 533 ly, trong khi cặp đầu tiên không có trang bị này. Về hỏa lực pháo, cặp thứ hai trang bị pháo hàm AK-176MA nâng cấp, giảm trọng lượng từ 16,8 xuống còn 9 tấn, trong khi không thay đổi về tính năng. Ngoài ra, có thể còn nhiều nâng cấp khác trên cặp số 2 nói chung và tàu 016 Quang Trung nói riêng, nhưng nhìn bên ngoài thì không thấy gì nhiều. Các hỏa lực còn lại vẫn là tổ hợp pháo tên lửa phòng không Panmasu, hai bệ pháo cao tốc AK-630MCVKS, hai bệ phóng KT-184 với 8 tên lửa hành trình K-35 Urane. Tàu Quang Trung được khởi đóng vào ngày 21 tháng 9 năm 2013, hạ thủy ngày 26 tháng 5 năm 2016 và đưa vào biên chế tại Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân vào ngày 6 tháng 2 năm 2018. Quá trình thi công tàu bị kéo dài do ở giai đoạn này, cuộc khủng hoảng Ukraine và Crimea nổ ra khiến việc mua động cơ tua bin khí từ Ukraine cho tàu chịu ảnh hưởng. Thật may, mọi việc sau cùng được giải quyết êm thấm. Thế nhưng, việc mua cặp tàu Gepard thứ 3 tới nay có thể coi là bất khả thi khi quan hệ Nga-Ukraine đã đổ vỡ hoàn toàn kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cho tới giờ, cũng chẳng thể rõ được con đường tiếp theo của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ là gì, tiếp tục chọn đề án tàu hộ vệ khác của Nga hay quay trở lại với các phương án từ thế giới phương Tây, ví dụ như tàu Saima của Hà Lan.